xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Lại là mình đây các bạn ơi. Ngày hôm nay mình lại chơi game Mugi Master Green Monster, kết hợp và chiến đấu cùng các con quái vật màu xanh. Trong tập trước mình đã kết hợp ra rất nhiều con quái vật siêu mạnh, đặc biệt là con Spider 6 vòi các bạn à. Con Spider trong game này khác với con Spider ở game kết hợp khác là nhìn nó rất kinh dị, có 6 vòi phía sau các bạn à. Ok ok, chiến đấu thôi. Cố lên anh em, cố lên Spider 6 vòi, cố lên nào. Hai Spider đôi 6 vòi nhau, con mình thắng rồi. Yeah, mình đã thắng rồi các bạn ơi. Vạn sự khởi đầu nan, thắng lợi rồi. Trong video ngày hôm nay mình kết hợp được ra rất nhiều con quái vật đặc biệt hơn, mạnh hơn các bạn à. Các bạn hãy xem hết video xem mình kết hợp ra con quái vật gì nha. Các bạn đừng quên ấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Các bạn ơi, kênh của mình chưa đạt được mốc 1000 đăng ký. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh để mình có động lực làm các video lần sau hay hơn nữa nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Video chỉ mang tính chất vui vẻ và giải trí, không cổ vũ cho những hành động bạo lực đi ngược với pháp luật của Việt Nam. Cố lên nào anh em ơi, cố lên nào, xông lên nào. Mình lại thắng rồi. Nhẹ nhàng các bạn ơi. Wow, con gì đây? Ngũ kỳ màu xanh ba đầu à, con boss đấy các bạn ơi. Kinh chưa, nhưng mà làm sao thắng được quân mình một mình, làm sao mà đấu lại được số lượng đông. Trời ơi, khi đi thì hết mình, khi về thì mất hồn, chết luôn đấy các bạn ạ. Mình lại thắng nữa rồi. Đội bạn phía trên có 4 con Spider 6 vòi, không thể khinh thường địch được. Mình xin thêm mấy con quất monster thôi, mấy con quái vật quất nữa nào. Chiến đấu thôi, cố lên đi nha em ơi, xô lên nào, chiến đấu đi. Chiến đấu giành chiến thắng đi nha em ơi. Trời ơi, mình lại thắng rồi. Thắng giòn dã như trẻ tre luôn các bạn ơi. Thắng liên tiếp, mình chưa thua trận nào từ đầu video đến giờ các bạn à. Nhờ sự cổ vũ của các bạn mà mình thắng liên tục thôi. Các bạn ơi, hãy cổ vũ mình nữa nào. Caption Monster, mình kết hợp hai con Iron Monster được một con Caption Monster các bạn ơi. Tiếp tục nào, tiếp tục kết hợp thêm nào, thêm là một con Iron Monster nữa nào. Hàng dưới mình có một Caption và 4 Iron rồi. Xin thêm con Hooky màu xanh nữa nào, kết hợp được một hook nào. Ok ok, đội bạn tuổi gì thắng trận này. Cố lên nào, cố lên nào. Mình lại chiến thắng rồi. Nhanh như chớp luôn các bạn ạ. Xuống một tí gây thắng ngay. Quân mình rất chi là mạnh luôn. Mình kết hợp hai con Hook Monster được ra một con Spider 6 vòi siêu mạnh luôn. Con này nó châm phát chỉ có đi viện thôi các bạn ạ. Không đi viện thì cũng chỉ có theo các cụ. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Lại thắng rồi. Wow, oh my gosh. Con gì kia? Con màu xanh là xanh kia, 5 con liền. 5 con màu xanh, mình không biết tên luôn. Mình chưa kết hợp tới. Và một con Iron. Kinh đấy, không thể khinh thường được. Mình xin em kết hợp thôi. Chuẩn bị tấn công nào, cố lên anh em ơi. Xông lên nào, xông lên, cố lên, cố lên, cố lên. Yeah, mình lại thắng rồi. Cho dù con địch có như thế nào, mình cũng giành chiến thắng. Wow, lần này thì không thể khinh thường địch rồi các bạn ơi. Có 3 con Hooky, Huggy Hooky màu vàng 2 đầu. Con này không phải con Huggy Hooky không nhỉ? Cố lên nào, chiến đấu nào, cố lên, uầy, đội bạn mạnh thế nhỉ, uầy. Trời ơi, cố lên, ui, mình thua rồi. Thế mới đen chứ. 3 con Huggy Hooky 2 đầu của bạn mạnh quá. Tăng cường thêm lực lượng thôi. Mình xin Hooky màu xanh nào. Ok, đã có 5 con Hooky màu xanh này mình chiến thắng thôi. Lúc nãy mình chỉ cần một hit nữa là con địch cũng chết. Mình đấm sau một tay các bạn ạ. Nên mình thua, lần này không thể thua được rồi. Có 5 con Hooky màu xanh kia thì không thể thua rồi. Ok ok, mình thắng rồi các bạn ơi. Thế mới hay chứ. Đội bạn tăng cường thêm
một con Husky màu xanh và một con Flash màu đỏ. Rồi mình cũng kết hợp toàn phòng Flash thôi. Có 4 con Flash và một con Husky Baby màu xanh tấn công thôi. Easy mình thua được nhỉ? Cố lên nào anh em ơi, xông lên nào, cố lên nào. Cố lên, ném đi nhá, ném mạnh đi nào. Một phát nữa, yeah. Thắng rồi. Thắng liên tục thôi, đèn qua ban nãy mình thua một ván hay không, mình toàn thắng luôn. Thắng kỷ lục luôn từ đầu đến cuối, nhưng mà mình lại thua mất một ván đấy mới đen. Mình kết hợp được 3 con Husky màu vàng 2 đầu. Mấy con này phải con Husky nhỉ? Và 5 con Flash màu đỏ. Cố lên nào, xông lên nào anh em ơi. Xông lên nào, anh lùi phía sau, anh lùi sau là thắng rồi. Nhìn nước dưa lùi là sợ là thua rồi còn gì nữa. Mình thắng rồi, lại thắng nữa rồi các bạn ơi. Không có đối thủ luôn. Có bạn nào chơi trò kết hợp như mình không, thắng liên tục như mình không, hãy bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Tiếp tục thôi nào, cố lên, đồ bạn lại lùi có đồng nghĩa là thua. Cố lên nào, thừa thắng xông lên, mình lại thắng rồi, xông lên áp đảo quân địch ngã dưới sàn luôn. Wow, con gì kia, mò mì loang lét, eo ơi, chân dài như cái xào luôn, bé tí tí xanh lét, chân xì luôn các bạn ơi. Kinh chưa, mình phải kết hợp thôi, không thể kinh thường địch được nữa. Eo ơi, nhìn con mò mì loang lét nhìn kìa, sợ quá. Cố lên anh em ơi, cố lên nào, xong lên nào, giết chết con mò mì loang lét kia đi. Con mò mì loang lét được bảo vệ mấy con Husky hai đầu. Yeah, lại thắng rồi. Husky hai đầu mà chết thì Mommy Long Leg cũng đi theo luôn. Làm sao mà sống được. Đội bạn tăng cường thêm lực lượng, mình cũng tăng cường thêm lực lượng thôi nào. Xin thêm mấy con Husky Baby ra nào. Husky màu xanh Baby này. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Tấn công thôi. Cố lên nào các bạn ơi. Tay đâu. Ấn like, ấn đăng ký, ủng hộ mình như nào. Để mình giành chiến thắng nào. Cố lên các bạn ơi, cổ vũ cho mình đi nào. Yeah, mình lại thắng rồi. Cảm ơn các bạn nha. Rất nhiều bạn đã ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình giành chiến thắng các bạn ơi. Vui quá. Oh my god. Hai con Husky hai đầu. À Husky ba đầu và một con Mommy long leg. Mình phải kết hợp vào thôi. Con gì đây? Green Monster, con quái vật màu xanh đây các bạn ơi. Đây chính đích thực là con quái vật màu xanh này các bạn ạ. Mình đã có 2 con quái vật màu xanh rồi. Các bạn ơi. Ok. Không sợ quân địch đâu, không sợ quân địch mạnh đâu. Mình còn mạnh hơn quân địch cơ. Mình đã kết hợp thêm Iron Monster rồi. Wow, mình đã có 3 con quái vật màu xanh thì còn sợ gì nữa. Sợ gì Husky ba đầu đội bạn nữa. Cố lên anh em ơi, cố lên nào. 2 con Husky màu xanh đã hy sinh rồi, còn 1 con Mommy long neck rồi. Cố lên. Yeah, thắng rồi. Mình toàn thắng rồi các bạn ơi. Video đến đây cũng là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.